có các bác chờ Văn Phúc, nhưng mà bây giờ lên Bắc Ninh hết rồi, lên Bắc Ninh gần hết rồi. Miền đất hứa mà triển lãm. Đâu cây nào để chuẩn bị đi à? Đây em ở trên xe có bốc không? Có sới ở trên đi không? Có anh ơi. Lên đấy thì đóng góp như nào đấy? 3 triệu. Còn gói luôn à? Có tưới tắm gì không? Không, mình từ ấy lấy ra. Cái nước nuôi thì lấy đâu? Nó có cung cấp cho mình để tưới lấy, nó không tưới cho mình. Đây, mang đồ này đi ạ. Nhiều cũng hay là tính theo diện tích. Nốt, một nốt 3 triệu. Nó được rộng 5m, 5m vuông. Không nói nhiều, hai nốt. Ở đây 3 nốt. Còn túc này đây đúng không? Túc với con xanh nữa. Hôm nay thì chịu rồi, chỉ nhìn thấy mỗi con túc thôi. Đồ này mà ông nào tí nữa lên Bắc Ninh là nhìn thấy đúng không? Bao nhiêu con này báo giá luôn ở đây cái anh nhỉ? 120. Lại nổ số đi. 097 515 6620 6620. Liên hệ với Cường Nguyễn. Đấy. À, trong này nhiều lắm nhỉ. Yeah. Nhiều toàn đồ mà anh mang đồ đi mà. Đi hơi nhiều đấy. Vẫn ra đây một tí rồi mới lên à? Vâng, ra gặp gỡ anh em. Bán thì được cái nào chưa ông? Nhớ anh em mới đi xuống đấy. À thế à? Hôm qua phôi đẹp lắm. Hôm qua anh em gửi cây lên nhiều lắm. Còn đội thảm đỏ thì chắc khác. Mình ngồi chỗ thương mại thôi nhỉ? Vâng, em ngồi thương mại. Đấy. Phôi trong đẹp lắm. Con điền vách này đúng không? Đáng cổ. Chốt sau đẹp. À. Đây đây. Cũng nhìn cao xuống phê. Đây chưa? Nhiều đồ lắm, con có con chậu đẹp đẹp kia, si nhỉ, ghê đấy, con chậu đẹp đẹp si là bao nhiêu tiền đấy? Si thì 95 triệu. 95 à, con này? Con lấy 150. 150, đây, khủng long bận thú, hình như nhỉ, này đi triển lãm thì lại nổ to lắm đấy, khu nổ lớn đấy, đấy. Anh em lên Bắc Ninh để ngắm kỹ hơn nhé. Gọi là sân chơi rất lớn của cả nước đấy. Bắc Ninh làm quy mô lắm. Mình không lên được. Chúc anh em. Bao người sẽ ai đến chờ. Sạch sẽ, dạ. Yeah. Sạch sẽ, quá sạch sẽ. Đấy. Quá sạch sẽ luôn. Đảo với ngọn, đảo với ngọn hay. Quá hợp lý. Cái ngọn làm hợp lý ấy. Rất mẫn, rất sạch. Khung chốt đầy đủ hết rồi. Đầy đủ hết rồi. Đấy. Làm sạch cái bệ đó là ngon. Ngon đấy. Chúc anh em lên Bắc Ninh rực rỡ nhé. Hôm đấy là lên đấy bao nhiêu ngày nhỉ? 10 ngày thôi. 10 ngày, ôi thế mà đi bạn vắng bạn Phúc mấy ngày rồi. Mấy phiên? 2 phiên. Đấy, anh em sợ. Đấy à, cũng ở đây nữa. Ở đây là cũng nhạn chứ nhỉ? Mấy em à, có bay xuống đây rồi. Nó mấy cây thôi, mang để nó mấy cây. Bỏ chân chót nhỉ. Cái này thì bao tiền nhỉ? Cái này 3,5 triệu. 3,5 triệu. Đấy. Sách tràn chậu đây. Đó. Đỏ chân chót. Đấy. Rất nghệ thuật. Rất nghệ thuật. Đây nữa đúng không? Vâng. Ông mang đi ít thế. Ông không đi Bắc Ninh à? Không đi Bắc Ninh à? Đi bọc thêm cái nữa nhưng mà không đi Bắc Ninh à? Vâng. Dành à? Anh dành bao tiền? Anh dành 36 anh. 36. Rất sạch. Sạch. Đấy. Lá như ngọc. Như nhựa. Đang tốt ăn.
À, tốt, ăn lại có mưa nên là mướt. Ăn đi. Bay phải cẩu chứ bếp sao phải. Cẩu. Lên đấy lại phải thuê đúng không? Đấy sẽ cẩu đầy. Đồ này lên đấy thì mất ngay. Ừ. Sạch này. Và có đây nhiều thì bao nhiêu vừa. Như kiểu như tây tây uống bia bay đủ. Rồi đây là có nhiều bao nhiêu vừa. Sạch. Sạch hàng chậu. Nó về nó chỉ việc chơi mà. Có làm thì làm tí tí nữa. Ra. À trồng lên á. Nó cao nó đẹp. Có cao được hơn mấy không? À, cao hơn nhiều chứ. Rồi. Bên này nữa. Hôm nay thì sao? Đáng lạ hết anh nhỉ. Nay đẹp trời. Nay đẹp trời. Đáng ngay hết. Nghịch trời đó. Là lạ lạ đấy thì bao nhiêu? 4 triệu. 4 triệu. Liên hệ số như vừa nãy nhá. Đấy, cái này làm cái thả xuống được, rơi thả xuống được. Là... được cái hai mặt. Lạ đây. Làm cái dễ rơi có như là hiểu như cái lão cũng được. Đấy, chúc anh em chưa kịp lên Bắc Ninh đã hết cây nhé. À đây còn bên này nữa nhỉ? Sau này thì học. Bác ơi hỏi à, con sạch sạch hôm trước đây đúng không? Trước còn bao tiền quên mất này. Cái này trước bảo chả nhớ. Tám sao? Đấy có cái tử rất duyên. Tử rất duyên. Cái tử rất duyên đấy. Ngon đấy, nhìn ngay vàng vàng hơn đấy. Vàng vàng hơn. Tám nét chuyển đấy. Ừ. Giật cực kịch liên tục nha. Tám nét giật rồi đấy. Hôm nay trời nó sáng sáng như nổi quay nổi quá. Ok đấy, con này ghê gớm đấy. Đây, nhài đây. Ngày ta nhỉ? Ngày ta đấy. Bụi này thì là bao nhiêu tiền nhỉ? Này giao lưu 1.2 triệu. 1.2 triệu. Đấy. 1.2 triệu. Đấy. Đã lọc sạch rồi. Để cứ thế mà nuôi thôi. Bụi nhài. Chị không đi triển lãm à? Rồi lại có cái đi triển lãm nữa. Đi chứ. Còn có cái triển lãm nữa thì có. Cây gì chả đi được. Ai mình toàn cái rau dưa đi người ta cười chết. Đi làm chỗ bán chứ. Cây đẹp là đẹp gì nhỉ? Rồi cây đẹp thì ngắm thôi. Cây này mới là cây mua này. Cây kia chắc gì là bán được. Rau có người ăn rau chứ. Ai cũng muốn ăn cao cấp thì lấy đâu ra. Ok rồi đấy. Được rồi bác. Đấy, cây này đỏ chân chót, nhỏ nhỏ hay. Hàng sách tay. Ok à? Đây, ông nhạn có cây gì đây? Xanh. Ôm đá chậm, chậm. Lại chả nào mấy ông ô tô lên trên kia hết vắng. Nhà chợ này về đi chợ tốt quá. Vầng trăng cô đơn. Này cả thả lên cái khay nước để chợ ra ngoài đấy đi đủ. Làm vầng mà nguyệt này mà lại để cái cấy này vào đấy chả đừng cấy cái đâu này phải ngược ra ngày
xoay này. Đấy. Nó phải theo chiều hòn đá nữa. Nghe ngược. Ngược. Cái lớn này nó nghe như người xoay lại. Rồi là mỗi thằng một phương đấy. Thằng một phương. Xì xì trắng. Răm có vẻ như xì trắng. Đang sạch sạch cây. Làm nào? Đây là cây của ông Nhạn. Cây của ông Nhạn. Nhìn thì rất là sạch sẽ. Chắc mới chuyển giao công nghệ từ vời sang đây. Sạch sẽ hàng chậu đấy các bác. Nhưng mà chất liệu nó chỉ là cái màu thôi các bác. Chứ còn nó răm riết của nó rất là mập, rất là đẹp. Chả biết bao tiền ông ấy còn đang đi giao dịch ở đâu. Cây làm móng. Cây làm móng. Ra này ông nhiều làm móng thế. Dáng nó hơi xưa cũ một tí. Chân bệ thân này là móng là cũng thuộc diện là có tuổi các bác. Không phải cây móng nào cũng có cái thân nó to. Nó phải gần bằng bắp chân các bác. 5 triệu nha. Ra? Cây nào? À ừ, làm móng gì? Thế còn cây này bao nhiêu tiền không? 2 triệu con cây này. 5 triệu, à đấy, không thấy ông đâu. Hạt rẻ đấy, đâu các bác? À, xong rồi. À, nổ. Đấy, mà chưa lên đến Bắc Ninh đã mất cây hết rồi. Xong rồi nha, khỏi phải gọi cái nhà ấy. Vui, hàng rau dưa vui. À, không nhận. Cây công nhận, cây này chính ra các bác mà thích chơi cái dáng hơi cũ một chút. Hơi cũ một chút thì cây này đẹp. Răm riếc của lá móng thì làm thích lắm. Mỗi cái nước da nó hơi xanh một chút. Đấy. Tương vào lốp xe. Tương vào lốp xe. Đấy. Đánh dấu lãnh thổ. Ok, cảm ơn các bác. Để tôi sang phục vụ khu vực bác khác nhé. Hôm nay đẹp trời lắm.